Thôi, chào các bạn, làm việc buổi tối. Hôm nay vui cùng con hàng mẫu 770 mua được về được mấy chiếc rồi. Không, con này là con i7 RAM 32GB, ổ cứng 512, các hình là 8GB. Con này là các hình cực kỳ khủng nhá, 770. Số viết sơ tác của này là FIQX3H2. Đây, muốn check cái cấu hình của nó thì vào Google rồi gõ chữ sơ viết tác đeo, xong gõ 7 số đây vào. Đây, vào Google gõ chữ sơ viết tác đeo nhé, xong gõ 7 số của nó vào. Con này bảo hành đến tháng 5 2020, hết bảo hành vừa mới hết bảo hành xong. Xem cấu hình của nó nhé. Con này là Win 7 và Win 10, có thể cài cả các chạy cái hệ điều hành. Win 6 cell này, Quadro M5000 này, màn hình 17.3, Antasat, Anti-Glare này, camera và mic này. Đấy, RAM 32GB là hai thanh 16 này. Con này pin 6 cell chỉ là 91 Wh, Core i7 6820. Con này có backlit keyboard. Sạc của nó là 240W. Rồi, tiếp tục nhá. Đây, xem cái tay nó niêm phong nó. Các hình 13.000 thôi, các hình 4 ghi thôi, các hình 4 ghi, các hình 4 ghi, các hình 8 ghi, 4 ghi hết.
Rồi, quy hàng mẫu thế nhá, đầy đủ các option. Mỗi thiếu mỗi nhận dạng vân tay. Click keyboard camera. Rồi, xin chào và cảm ơn. Còn tương đối đẹp. Không tí vết gì hết. Biết mình. Xem sau nhé. Bên sau này. Chúng ta vệ sinh 2.12 chuẩn 2.5 bên chuẩn 2.5 cắm cái ổ SSD vào đây. Rồi, xin chào và cảm ơn. RAM này nó dùng SK Hynix, Make in Korea. Rồi, xin chào.